Để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19, cả nước dừng hoạt động sổ số kiến thiết trong 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4. Thời gian này, người bán vé số dạo tạm thời bị mất thu nhập, cuộc sống khó khăn. Do vậy, nhiều tổ chức cá nhân kịp thời có những việc làm thiết thực để san sẻ giúp họ vượt qua mùa dịch. Trước đây, mỗi ngày đại lý vé số Ba Xuyên, thành phố Tân An phân phối 1 triệu vé cho hơn 70 đại lý cấp dưới. Trong đó trung bình, mỗi đại lý cấp dưới phân phát lại cho khoảng 20 đến 70 người bán dạo. Tạm dừng phát hành vé số đồng nghĩa với việc sụt giảm doanh thu. Nhưng bằng cách tình với người nghèo, trước mắt đại lý Ba Xuyên chủ động phối hợp công ty sổ số kiến thiết Long An và một số mạnh thường quân tổ chức trao gần 500 phần quà cho người bán dạo, mỗi phần 10 ký gạo. Khó là mình không nên tụ tập đông, thành ra tôi cho theo kiểu là từ người tới thì ai tới thì cứ cho. Cái này là cái tạm dừng vé số thôi, chứ vé số mình không có nghỉ. Mà cái nguồn vé số của nhiều người ta bán đó là gọi ai biết cơm hàng ngày. Thì giờ mình cũng nói với mấy người bán lẻ đó, thì thôi thì ráng mình chắc chiêu một chút, chịu khó chút thiếu nghỉ ngơi cho sức khỏe, rồi để mình khi mà dịch đã qua rồi đó thì mình sẽ tiếp tục mình kiếm mưu sinh của mình. Và tôi cũng ráng cùng với công ty đó hỗ trợ hết mình nếu có thể để mà đồng hành với mấy người bán lẻ của mình. Ngoài các đơn vị kinh doanh vé số, nhiều tổ chức cá nhân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chùa Ân Thọ, phường 5, thành phố Tân An dành tặng 200 phần quà cho người bán vé số dạo ở địa phương. Mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang và tiền mặt. Chùa Ân Thọ cũng như là quý Phật tử Mạnh Thường Quân mong muốn gửi những cái phần quà này để họ có sự trang trải trong cuộc sống, để chúng ta sẽ cùng nhau công tác phòng chống dịch được tốt. Ý thức được cái sự khuyến cáo về cách ly xã hội, cho nên là công tác từ thiện chúng tôi cũng luôn luôn là tuân thủ những cái sự hướng dẫn là chúng tôi chia phiếu mời ra nhiều khoảng thời gian khác nhau. Tuy rằng là 150 phần quà nhưng mà chúng tôi phát từ 8 giờ sáng cho đến là 4 giờ chiều. Như vậy thì họ sẽ đến dần dần không có phải tập trung. Và khi vào cổng là có hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang, và những cái người cùng phát quà lúc nào cũng phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc đó. Mình đi bán giấy số rồi có bà chị đó từ chùa bên đây rồi bà giới thiệu, bà cho giấy đi qua đây lãnh, rất là quý. Ở nhà thì giữ em bé rồi đưa em bé đi học rồi bán giấy số. Ở nhà thì họ thất nghiệp không có tiền xài. Nếu như bằng phần quà này mình có phần quà này cũng sống đỡ, cũng có sống qua hai tuần lễ này. Vậy tạm dừng hoạt động sổ số kiến thiết ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến những người vốn chỉ phải tay làm hàm nhai. Do đó giúp đỡ người bán vé số dạo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19 là việc làm đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.